bánh tráng nè. Đây. Ăn bánh tráng là phải nhúng nước nó ngon. Được không? À, nè, bánh tráng này. Đi nhúng mà lên nhúng nước ăn. Chê rồi. Thấy camera làm bức hình để cho quay á. Tàu dán. Tàu dán đấy. Rồi lấy nhúng nước. Lấy nước đi con. Ăn luôn không thì nhúng nước ha, cứ nhắc thằng Phan. Ồ, nhúng nước vậy. Vậy đó là rớt rồi. Rớt mất rồi. Con này nó thấy camera làm đứng để cho quay đẹp. Cho miếng khác đi. Đó, camera đưa vô là đứng đẹp. Rồi lấy tiếp, làm lên rồi. Nhúng nước. Nhúng nước. Rớt nữa. Rớt hoài cho nó dở vậy. Nó tập trung vào camera hơn rồi nè. Đây, nhìn này con cho con nè. Cầm miếng mới kìa. Ôi dạ. Ta trời, sao rung với con mắc cỡ hả? Nó chụp hình là nó đứng vậy đó. Rồi xuống lượm bánh tráng đi.